Các em trai ông Đinh La Thăng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 9 tháng 12 đã khởi tố bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng, 55 tuổi, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà, ông Thắng là em trai ông Đinh La Thăng. Ngày 9 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng, 55 tuổi, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà về hành vi tham ô tài sản ông thắng là em ruột của ông đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam bvn công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí sông đà do ông đinh mạnh thắng làm giám đốc là doanh nghiệp liên doanh giữa bvn và tổng công ty sông đà nguyên nhân ông thắng bị bắt là do các sai phạm có liên quan đến vụ án cố ý làm trái tham mô tài sản xảy ra tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam bvc Ông Đinh Mạnh Thắng sinh năm 1962, kỹ sư xây dựng, thạc sĩ quản trị kinh doanh, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà. Ông Đinh Mạnh Thắng làm bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại và vận tải Sông Đà, nay là công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà từ tháng 5 năm 2006. Trước đó, từ năm 2001 đến năm 2003, ông Thắng làm tổng giám đốc xí nghiệp Sông Đà 126 từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 4 năm 2006. Ông Thắng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại và vườn tải Sông Đà. Tháng 4 năm 2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, ông Đinh Mạnh Thắng được miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị để trở thành thành viên Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân. Như báo người lao động đã đưa tin, Tối ngày 8 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông Đinh La Thăng về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Việc khởi tố bắt tạm giam ông Thăng nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, làm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BVN, gây thiệt hại 800 tỷ đồng của BVN góp vốn vào Ocean Bank và vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xe lắp Dầu khí Việt Nam BVC và dự án nhiệt điện Thái Bình 2. Bác ông Đinh La Thăng là điều chưa từng có trong lịch sử đảng. Việc khởi tố tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị với những sai phạm liên quan tới lĩnh vực kinh tế là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đảng. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, ông Đinh La Thăng có sai phạm tại thời điểm làm chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam BVN thì cũng không chỉ tuyên chuyển hoặc cho hạ cá an toàn mà phải xử lý để làm gương. Việc xử lý ông Đinh La Thăng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với những cán bộ giữ vị trí quan trọng rằng Công cuộc phòng chống tham nhũng không có vùng cấm. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có bước chuyển biến thực sự, tuy nhiên, chúng ta cần làm quyết liệt hơn để đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trở thành phong trào, thành xu thế, không ai đứng ngoài cuộc và cũng không thể đứng ngoài được, như lời tổng bí thư đã nói. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng nhận định ngày 9 tháng 12, sau thông tin ông Đinh La Thăng bị đình chỉ sinh hoạt đảng, tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu quốc hội, khởi tố bắt giam. Ông Đinh La Thăng bị đình chỉ tư cách đại biểu quốc hội Ông Đinh La Thăng liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan công an đang điều tra. Chiều ngày 8 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua nghị quyết về việc khởi tố bị can bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng, Phó Ban Kinh tế Trung ương và ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ông Khánh là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Quảng Nam luật tổ chức quốc hội quy định về quyền miễn trừ không được bắt giam giữ khởi tố của đại biểu quốc hội tuy nhiên đại biểu sẽ không còn quyền miễn trừ nếu cơ quan điều tra được sự đồng ý của quốc hội hoặc ủy ban thường vụ quốc hội theo thông tấn xã Việt Nam, ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí, phó ban kinh tế trung ương, nguyên ủy viên bộ chính trị, đại biểu Quốc hội khóa 14 liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan công an đang điều tra. Một là vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, điều 165 Bộ luật Hình sự làm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, điều 280 Bộ luật Hình sự gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của BVN vào ngân hàng thương mại của phần đại dương Ocean Bank hai là vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tham mô tài sản điều 278 bộ luật hình sự xảy ra tại tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam BVC liên quan dự án nhiệt điện Thái Bình hai nhiều sai phạm Trước đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 5 ngày 7 tháng 5 thông báo quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo cho thôi chức ủy viên Bộ Chính trị với ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo trên Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam BVN giai đoạn 2009 đến 2015 thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tổ chức đảng, đảng viên dẫn đến nhiều khoản đầu tư của tập đoàn bị tổn thất, khó thu hồi với tổng số tiền rất lớn. Là bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên BVN, từ năm 2009 đến năm 2011, ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về những sai phạm của BVN trong giai đoạn này. Kết luận của Ủy ban kiểm tra cho hay, ông Thăng đã ký ban hành nghị quyết số 233 dẫn đến việc ban tổng giám đốc tập đoàn và các đơn vị thành viên chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật. Ông Thăng cũng vi phạm quy chế làm việc khi ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại văn bản số 6934 ngày 18 tháng 9 năm 2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BVN và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank. Nội dung văn bản thể hiện tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên, cử cán bộ tham gia quản trị điều hành, đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Ocean Bank trước khi hội đồng quản trị tập đoàn họp thống nhất nội dung trên. Ông Đinh La Thăng còn chịu trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết số 4.266 góp vốn vượt mức quy định vào Ocean Bank trái quy định luật các tổ chức tín dụng gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho BVN. Cựu chủ tịch BVN cũng chịu trách nhiệm trong việc ban hành một số nghị quyết quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn vi phạm các nghị định của chính phủ tham mưu thủ tướng cho chỉ định nhiều gói thầu không đảm bảo quy định của pháp luật Ủy ban kiểm tra Trung ương nêu ông Đinh La Thăng đã chấp thuận cho tổng công ty xe lắp dầu khí BVC thuộc BVN được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng với công trình dự án do tập đoàn chỉ định và chấp thuận cho tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí BTSC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng thiết kế mua sắm xây dựng FBC nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quốc vi phạm đấu thầu năm 2005 ông đinh la thăng có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương quyết định đầu tư phân tán giảm tải thiếu kiểm tra giám sát quá trình triển khai các dự án ở thời kỳ ông làm lãnh đạo tập đoàn dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp một số dự án phải dừng giãn khoảng tiến độ thua lỗ kéo dài gây thất thoát lãng phí mất vốn đầu tư gây hậu quả rất nghiêm trọng trong đó có dự án nhà máy sản xuất sơ sợi đình vũ và các dự án nhiên liệu sinh học với những sai phạm trên, hồi tháng 5 ông bị ban chấp hành Trung ương cách chức ủy viên Bộ Chính trị, một trong 19 vị trí cao nhất của Đảng. Điều này đồng thời khiến ông phải rời ghế bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhận quyết định điều hành làm Phó ban Kinh tế Trung ương. Ông Đinh La Thăng, 57 tuổi, có học vị tiến sĩ quê ở Nam Định. Ông là ủy viên Trung ương đảng khóa 10, 11, 12, đại biểu Quốc hội khóa 11, 13, 14. Ông được bầu vào Bộ Chính trị tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa 12 hồi tháng 1 năm 2016. Đầu tháng 2 năm 2016, ông được Bộ Chính trị phân công làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ông Thăng có 20 năm công tác tại Tổng Công ty Sông Đà, 3 năm làm Phó Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Giai đoạn 2006-2011, ông Thăng làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BVN, rồi Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên BVN. Từ năm 2011 đến tháng 2 năm 2016, ông làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Hơn một năm trên cương vị bí thư thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng được biết đến với những phát ngôn mạnh mẽ và hành động quyết liệt như lập đường dây nóng nghe bức xúc của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu công an thành phố Hồ Chí Minh mở chiến dịch trấn áp tội phạm, giải quyết tại chỗ những vấn đề nóng ở địa phương. Ông cũng kêu gọi người dân không chấp nhận thành phố tụt hậu như một định mệnh mà phải giành lại ngôi vị hòn ngọt viễn đông. Khi bị cách chức ngày 7 tháng 5, ông đã gửi lời xin lỗi đến Đảng, đến nhân dân, đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bày tỏ mong muốn được coi là một người con của thành phố này.